nên là mình nghĩ quan trọng, cũng rất là quan trọng. Về mà cầu Phật, Phật dạy thì cái này là một kiếp nặng thôi, một kiếp nặng không? Thì tôi cũng mong thầy giữ gìn sức khỏe, rồi qua kiếp nặng này được thọ nghĩa, thọ mạng ngày nào thì cứ hoàn thành cái sứ mệnh mà trên giao cho thầy, tu dạy dưỡng các cháu, các cụ già neo đơn. Tôi nghĩ thầy là một vị Bồ Tát sống đó. Dạ, không phải đơn thuần đâu. Theo nãy giờ anh nói chắc chắn là rất hiệp am hiểu về vấn đề cái tâm trạng của người tu. Hiện tại giờ sức khỏe của thầy 6 ngày rồi, thầy cũng chưa có một người nào liên lạc với thầy. Thì theo anh, nếu như thầy trong cái tâm trạng, đang trong cái bối cảnh này, thì đóng cửa thầy ở trong đó, thì nếu như thầy ngồi thiền á, để thầy những cái gì mà thầy có sơ suất đó, thì theo anh thì cái sức khỏe thầy có thể vượt qua được không? Tại vì rất nhiều người đang quan tâm vấn đề sức khỏe của thầy. Vì thực tế là tôi cũng vì nói thẳng ra là tôi được phép hỏi từ Đức Vua cho tới Sư Phụ Địa Tạng. Thì tôi mới vừa ngồi cơm chay ngoài, tôi hỏi về thọ mạng của thầy. Nhiều người thầy tu chủ trì hay hỏi tôi về thọ mạng của họ lắm. Nhưng 100 người hỏi tôi thì tôi chỉ nói cho được 5 người nghe thôi. Vì những người đúng mực chân tu thì họ xem cái chết nó rất là nhẹ, thì tôi mới nói cái thọ mạng của họ. Còn những người mà có mực chân tu mà chưa, và họ vẫn còn tham á, thì những người đó họ sẽ mới chết còn nặng, thì mình không nên nói. Nhưng mà tôi cảm nhận một điều là thầy không được, chắc khả năng tôi rất mong muốn là thầy sống nữa, nhưng mà theo như chú đó này là nó hơi suy chụp tinh thần của thầy quá lớn, và tôi sợ là thầy không qua được. Nhưng mà tôi cũng rất mong là thầy qua. Đó là khả năng siêu đoán của thầy. Siêu đoán, cho nên tôi dự đoán lại rồi. Anh cho em hỏi thì anh có thể biết được cái thọ mạng của từng người luôn không? Là cái đó là khả năng của anh là hay là không ai, phải khả ai... năng. Nhưng mà cái này tất cả các chúng sinh trên cõi ta bà này đều nằm trong cái sổ sách của Sư Phụ Địa Tạng. Và Sư Phụ Địa Tạng thì tôi hỏi lúc nào cũng được. Mà cái này trên thế giới này được 3 người như tôi thôi. 3 người thôi. Là không, 2 người kia không biết đâu. Tôi biết nhưng mà mấy người các bạn không biết. Không được các biết. Anh nhìn vô ai là anh biết người đó là thọ như thế nào liền à? Kể cả nhà đứng đây từng người tôi đều biết hết. Tôi biết là người nào có bao nhiêu đứa con chết, hay là bệnh đau chỗ nào tôi đều biết hết. Dạ. Thì trong máy những anh thì anh biết ai là có con mắt không? Cái này tôi nhất không nói đâu. Có thể khi mà tắt cái này tôi nói cho nghe. Vì cái này thuộc về tâm linh. Rồi cho em hỏi xin thêm đó là hiện tại rất có rất nhiều cháu ở đây được thầy nuôi. Hiện tại có một cháu theo em được biết đó là thầy nuôi là cháu năm nay là 14 tuổi rồi, nhưng mà sau khi nghe tin thầy tuyệt thực á thì cháu này cũng không ăn luôn. Thì theo anh có thể là đoán được cái sức khỏe của thầy có cái cách nào gợi lên để cho chúng em biết, để chúng em có thêm một cách để có thể là tiếp tục làm sao để thầy có thể là tiếp xúc mọi người ở ngoài, đặc biệt là sức khỏe. Nếu như thầy thích tiền chiếu bây giờ mà muốn để cho cái hòa hợp lại với cộng đồng, với tất cả các Phật tử và tất cả các bá tánh đến đây rất là khó, chứ không phải dễ. Một người phải đúng mực chân tu, hiểu về chân tu, hiểu về Phật, hiểu về kiếp nạn, hiểu về thầy thì mới nói chuyện với thầy được. Chứ còn chưa chắc một nghìn ông tu thì trong đó chỉ được cỡ chừng 10-20 người đúng mực chân tu thôi. Tôi nói thật là vậy, chứ không phải người nào cũng tu mà kêu là được như thầy hết đâu, nó rất là khó. Khó lắm. Anh tiếp xúc với thầy nhiều chưa? Chưa được lần nào. Nhưng mà sao mình biết rõ về thầy vậy? Tôi chỉ cần nhìn sơ cái hình tôi biết hết về người đó. Anh tại vì xong em đến muộn, anh giới thiệu lại tên của mình được không? Không giới thiệu được. Vì tôi có pháp danh. Pháp danh của anh là gì ạ? Nhưng mà thôi được rồi, không sao đâu. Anh thì cho em hỏi á, anh là người có thể là trò chuyện được với Phật cũng như thần đúng không? Và cả sư vị Địa Tạng này, thì qua vụ việc này thì anh có biết rõ là ai gây ra cái vụ mà cho cót này không? Mắc bận tên nào? Anh có thể đoán được không? Là nãy tôi nhìn thì tôi mới biết. Như ở trong chùa này thì anh có thể biết được là cái này là do phá hoại hay là sao không? Anh suy nghĩ đúng không?
không có suy nghĩ, mà tôi nhắm mắt lại, tôi dùng mắt nhãn tôi nhìn. Dạ, anh không suy nghĩ. Dạ, anh cứ nhắm mắt lại và anh nhìn thử ra không. Tôi biết nhưng mà tôi không nói. Ủa, anh biết là anh không nói đã. Không, nói gì? Không, nó không hay đâu. Không, mình chỉ nói sơ qua là cái này là do hãm hại hay là do sao? Cái này hãm hại. Hãm hại anh? Ừ. Là anh biết là người ở trong hay là ở ngoài không? Biết chứ, nhưng mà quan trọng tôi nói hay không. Trong ngoài hay là ngoài chùa? Này khó nói lắm, nói ra nó kêu ảnh hưởng tùm lum mọi lắm. Dạ. Thôi thông cảm đi, biết nhưng mà không nói được đâu. Nói ra nó kỳ lắm. Ảnh hưởng từ lửa hết. À, nói chung là anh là có khả năng là vạn vật trên đời là anh biết hết và anh nắm hết đó. Nhìn thấy. Hôm nay mình đến chùa là để làm gì hả anh? Cái này hồi nãy nói rồi, vì em đến muộn. À. Dạ. Anh có thể nhắc lại giúp em được không? Thôi, nói một lần thôi. Dạ. Bữa nay sư phụ đến chùa, sư phụ để đi độ chúng sinh hay là đi để mà xem tình hình? Thứ nhất đến đây á, nhìn về cái khung chùa và có thử cái hiện thực ở đây như thế nào. Rồi tôi được biết là thầy giống như một vị Bồ Tát sống mà được thầy như ngày hôm nay, tôi cũng rất là buồn vì những người đúng mực chân tu rất là ít, nhưng thầy hiếm lắm chứ không dễ đâu. À, trong tâm trí của sư phụ là đối với thầy Thích Thần Chiếu là như thế nào? Là một vị thầy đúng mực chân tu, tôi rất tôn trọng ông. Từ cái khuôn vì tâm sinh tướng, cái khuôn mặt ông nó hiện tiền rất rõ là con người có tâm. Tâm ạ. Ừ. Và những cái công việc ông làm, rồi những cái nói chung nhiều lắm, nhiều cái, nhưng mà rất là ngưỡng mộ một người thầy nha ông. Vì trên cái đất nước Việt Nam này tôi chỉ ngưỡng mộ bên nước ngoài thì có ông Tịnh Không Trung Quốc, Hồng Kông á. Còn nếu mà giảng đạo thì có Hương Nhũ, là nói chuyện tôi nghe được, tôi rất thích. Còn ở Việt Nam thì có ai? Việt Nam có Hương Nhũ. Hương Nhũ là chuyên thuyết giảng về hiện thực, diễn đi, đi diễn tả coi như là thuyết giảng sâu sắc về cái đời sống hiện tại. Còn thầy này thì tôi cũng chưa gặp bao giờ, nhưng mà tự nhiên nghe phát là tôi thấy thầy, nhìn thầy là một vị đúng mực chân tu mà đấy, thế này tổ thầy quá. Như thầy Thích Thiện Chiếu này thì trên đất nước Việt Nam được khoảng bao nhiêu thầy như vậy? Hiếm lắm. Hiếm mấy người thôi chứ không nhiều đâu. Có được 10 người không anh? Không tới đâu. Không tới, 5 người. Cỡ 5 người, theo như tôi dự đoán gần 5 người như ông thôi. Không tới 10 người, chùa là rất là nhiều. Rất là nhiều người tu. Nhưng mà tu đúng mực, tu từ tâm tu ra thì chỉ 5 người. Cỡ 5 người. Tu là bằng tâm, tu với chúng sanh, chứ không phải tu và đọc kinh cho giỏi mà niệm Phật cho hay đâu. Đức Phật dạy mà tu là bỏ ác là làm lành, chứ phải tu mà tối ngày tụng kinh mà ra ngoài chửi cha đùng đùng gì á, chửi cha mát mẹ hay ra đường ăn thua đủ với người ta tu làm gì. Cái đó phải là cái nòng cốt của tu đó. Như ông Thích Thiện Chiếu này đúng là người chân tu, từ việc làm của ông cứ nhớ sơ sinh nuôi dưỡng tất cả rất là nhiều. Đúng anh cho hỏi là mình có cái cách gì để giải cái nạn này cho thầy? Nạn á, nghiệp á. Dạ. Thì người nào cũng có nghiệp, kể cả tôi. À, tôi cũng có nghiệp, nhưng mà nghiệp nhẹ hay nghiệp nặng mà thôi. Ví dụ cái nghiệp nhẹ, mình tạo phước nhiều, mình làm phước nhiều, việc thiện nhiều, thì cái nghiệp nhẹ mà nó tan biến. À. Nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ sẽ hết. À. Chứ còn nếu mà nó nghiệp mình nhẹ mà mình làm ác thì nghiệp nó tăng lên nặng. À. Tại sao mà Đức Phật có dạy là thứ nhất tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa. Tu đâu cho bằng á, tu nhà thừa cha kính mẹ là chân tu đó. Ừ. Có dạy rõ ràng. Nên tu là bỏ ác làm lành, làm thiện, hướng thiện, tâm thiện, ý thiện. Chứ còn tu mà tâm không thiện, ý suy nghĩ tà. Tà đây nó có nhiều thứ tà. Tà dâm, tà đạo tùm lum hết. Điều đó không phải là chân tu. Cũng như anh ăn chơi trường mà anh thèm thấy miếng thịt gà thì ăn cho trường làm chi. Nó thẳng ra là như vậy. Còn về thầy thì
Thôi thì tôi chỉ nói đến đây thôi. Tôi cũng mong thầy, nếu mà có dịp, không biết ngày nào tôi gặp được thầy thì tôi cũng sẽ nói chuyện với thầy. Để cho ông là một người lớn tuổi hơn. Vậy theo anh có thể suy đoán được là khoảng bao nhiêu ngày nữa thầy có thể gặp công chúng với tất cả chúng ngoài? Nhưng mà bao nhiêu lâu thì cái nạn của thầy nó sẽ qua? 5 ngày nữa. 5 ngày nữa là nạn qua. Tính ngày hôm nay là 5 ngày nữa. Dạ, khoảng 5 ngày. Mà nếu 5 ngày này mà thầy không ra là thầy... Thầy còn ở trong. Không. Không phải còn trong đó đâu. Thầy đi lên Đức Phật còn hiểu, người hiểu sao được thì hiểu, chứ còn tôi biết 5 ngày nữa mà thầy không ra là... Thầy lên Đức Phật luôn. Lên trảnh sướng hơn ở đây chỉ quả tạm. Tôi cũng vậy, mà tôi sẽ mới sát này bình thường, cái thân này bình thường. Sát là sát phàm, sát tạm, phước đâu cũng được. Quan trọng là linh túc, những cái nghiệp báo của mình tạo phước hay mình gieo như thế nào, chứ còn tại sao mà như cũng có dạy Đức Phật dạy rồi. Khi chết chỉ có được đem theo tội với phước thôi. Tiền nhà vật chất có đem theo được đúng không? Dạ, không quan trọng cái sắc này, cái sắc phàm này đâu, sắc tạm này đâu. Dạ, vừa rồi em có nghe là lúc mà ngày đầu đó thầy lại tất cả những người từ đây lên đến chánh viện luôn. Và anh có thể khuyên hai cái người mà có lẽ làm để ảnh hưởng đến sức khỏe thầy nhiều nhất, đó là một người mà hồi chung sống với thầy và một người cởi áo ra đầu vĩnh lộng với thầy, thì anh có cái câu gì khuyên hai người đó như thế nào để có thể là những cái tội lỗi của mình thì hai người đó có cái cách để sống không? Những người đó thì bây giờ Đức Phật còn không độ được. Một vậy không độ được luôn. Ngày xưa Đức Phật tu cũng vậy, mà những chúng sinh nào mà không có duyên Đức Phật không độ được. Còn những cái lời nói hành động của họ thì nếu tôi nói cái này nó không biết có xúc phạm hay không, nhưng mà về luân quả nhân hồi thì về kiếp sau mà nếu mà họ mà được đầu thai làm người họ không nói được đâu. Họ dám xúc phạm tới đấng bậc chân tu thì kiếp sau của họ đầu thai làm người thì không nói được. Thay tôi dự đoán là vậy, vì mình không dùng lũng lời lẽ nó khó nghe được. Nhưng mà vì cái nghiệp báo luân hồi đều có hết, chứ không có cái gì là nếu như hai cái người đó mà quay lại xin lỗi thầy thì theo anh thì cái vấn đề mà những cái gì mà cái nghiệp của cái câu nói khẩu nghiệp gọi là khẩu nghiệp thì nó sẽ có được cái đỡ cái phần nào nếu mà quay lại gọi xin sám hối với thầy á. Có hai cái sám hối, một là sám hối vì bị cư dân mạng người ta làm quá bắt buộc phải sám hối là khác nha. Còn người này mà tịnh là từ tâm cảm nhận được mình sai với thầy nặng quá, mình quay lại thành tâm sám hối, kể cả Đức Phật cũng hoan hỷ và thầy cũng hoan hỷ luôn. Chứ đó người tu đúng mực rồi không có ai mà chấp pháp chuyện đó, buông bỏ hết những cái lời ngoài tai, khó nghe không bao giờ nghe đâu. Người tu mà với tôi ngày tôi đi ra đường ai chữ tôi không nói gì, cứ tôi đi chữa cho mình mang khẩu nghiệp. Vì khi mà nóng giận lên mình nói những lời nó khó nghe là mình là người mang khẩu nghiệp, mà khẩu nghiệp rất nặng. Theo anh thì những người mà đức độ như thầy Thích Thiện Chiếu á, nếu như mà sau khi mà mất đi á, thì thầy sẽ lên cảnh giới nào anh? Cõi Phật. Lên cửa Phật luôn ạ. Lên thẳng cõi Phật. Trên đó có được cõi Phật của trời thánh tiên. Trên đó làm thầy... một chức gì lớn không anh? Không, chuyện đó mình không nói. Có biết cũng không nói. Nhưng mà tôi biết là thầy sẽ lên cõi Phật, vì thầy là một vị Bồ Tát, Bồ Tát sống đó. Chứ không phải là một phàm phu bình thường đâu. Công đức của thầy tạo ra rất là nhiều, mà phước đức đó, tạo một thì có một, có khi tạo mười nhưng có được năm, nhưng mà cái nghiệp đức, nghiệp gọi là thất đức đó, tạo một nó thành mười. Thành mười là sao? Gọi là thành mười có nghĩa người này gánh được tới đời con, gánh đời cha ông bà, kể cả như người cái người trên trần gian làm cho ông bà tổ tiên ở dưới cửu quyền thất tổ ở dưới mang thêm nghiệp nặng là bình thường. Chẳng hạn như ví dụ như cúng cơm thôi, nếu như người biết tu người ta cúng chay, người ta cúng chay cho người chết thì cái người chết ở dưới họ mới vào được. Còn nếu mà cúng mạng giết gà, cúng một người mà giết hàng trăm con gà thì cái nghiệp của người dưới nặng hơn nữa. Vì tại sao mà chết xuống là có ba ngã địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Đó có khi là mình chết xuống mình cho nằm súc sinh nhiều quá, sát sinh nhiều, thì khi bị đọa làm súc sinh
Nhìn thấy gà ăn gà đâu có được. Làm con vật hả anh? Ờ, gọi là súc sinh. Dạ, với anh cho em hỏi thêm là theo cái khả năng suy đoán của anh thì tất cả những cái hũ cho cốt vừa rồi cũng đã kiếm được một phần rồi, thì theo cái suy đoán của anh thì có thể là bà con tìm được hết hay không? À, không thất lạc không nào? Cái này tìm hết không mất đâu. Được hết luôn à? Ồ, hay à. Mà ví dụ như có một hai cái nào mà nó vỡ ra, mà cái tro cốt đó nó nằm trong chùa hoặc là ta đúc tượng Phật, cắt tượng Phật, thì cái đó mà là một cái phước đức lớn. Chứ không phải cái tro cốt của ai cũng được đúc tượng Phật đâu. Nên là cái này theo như tôi nghĩ, những người mà có ông bà cha mẹ vừa mình gửi vào trong đây cái hài cốt á, thì cũng quan hệ cho thầy, đừng có nói những cái lời từ ngữ mà nó khó nghe quá, tội nghiệp cho thầy. Và cái người nói là người mang công nghiệp rất lớn. Anh cho em hỏi là nếu mà có một số hộ gia đình mà không tìm được thì anh có giúp họ để dựa vào những cái thiên nhãn của mình để giúp những cái người đấy tìm được không? Tôi cho dựa vô người đó. Dạ, tức là anh có giúp không? Tôi cho dựa vô người chủ nhà chứ không dựa cho tôi được. Vì tôi là có ơn trên tay, không tất cả các ma quỷ không theo tôi được. Nhưng mà tôi thấy người nào nhẹ dí tôi cho dựa vô người nhà. Cho nói chuyện với nhau đây là biết. Là anh có thể cho nói chuyện được. Cho nó dựa vô người nhà, người nào thấy nhẹ dí cho nó vô. Để họ nói chuyện với nhau. Nhưng mà anh có giúp không? Anh có nhận lời giúp những cái gia đình nếu mà không tìm được mà họ có nhu cầu muốn? Tôi thì tôi đi từ Bắc tới Nam kể cả 12 nước. Ồ, 12 nước ạ. Chỉ cần họ mời thôi tôi đi. Dạ. Từ những người bị các cái thứ ma quỷ nó nhập quậy phá, hoặc là có con chết cha chết mẹ chết mà họ muốn siêu thoát, tôi siêu thoát trực tiếp, đau bệnh tôi chữa. Chứ khi kia còn những người thành tâm thì tôi giúp, vì tôi qua các 12 nước bình thường đó. Anh có thể cho số điện thoại để nếu có ai liên hệ thì liên hệ đó anh. Số điện thoại hả? Dạ. Vì là em nghĩ là sẽ có nhiều gia đình là sẽ không tìm được và muốn dùng tâm linh để tìm, thì nếu mà họ có nhu cầu cái tâm linh này là nó nằm trong cái gọi là không có phô trương, không có linh mạng linh mẻo gì, chứ phải như cái bà Hàng ngày xưa. Không giống như bà đấy. Bà Hàng là bà làm bà phô trương quá. Nhưng bà Hàng là bà cũng vẫn biết được chỗ đó có người chết. Nhưng tôi không cần thiết tôi phải đến đó, nhưng tôi ngồi một chỗ tôi kêu nó về một bên. Chứ không phải mà đi cho nó mệt sát. Đi là mục đích để chữa bệnh cho họ. Nên là họ mà... Anh ngồi một chỗ cũng biết được. Biết chứ, ngồi đây tôi kể cả người bên Mỹ nói chuyện với tôi không biết về họ. Vậy thì nếu mà có muốn liên hệ với anh thì liên hệ ở đâu ha? Tức là gia đình mà muốn nhờ anh tìm ấy thì muốn gặp anh thì liên hệ ở đâu, có cái gì để liên hệ không? Vì em nghĩ là có nhiều người cũng muốn liên hệ. Cái này để tôi suy nghĩ coi. Suy nghĩ chút xíu được như thế nào. Còn những người thành tâm cái này không phải là mình truyền bá mê tín. Mà tôi ghét nhất là truyền bá mê tín. Mà tôi cũng ghét nhất là đi xem bói, xem toán vớ vẩn. Tôi cứ nhìn thẳng vào người đó, tôi biết người đó như thế nào tôi biết hết. Có bao nhiêu đứa con chết hay là đau bệnh của nào tôi đều biết hết. Người ta thành tâm tôi chữa bệnh cho. Thế là tôi siêu thoát cho đi. Còn cái này thì tâm thế giới tâm linh. Không có tôi không thích mà bởi vì tôi làm không cho ai quay phim tiếp. Phim thiết gì mà ảnh hưởng lung tung. Thôi thì nói chuyện ở đây thôi ha. Thì cũng chúc cho thầy thân tâm an lạc và cứ tĩnh tâm ngồi thiền đi. Để cho cái khí cái khí của gọi là vẫn đang điền. Để cho ông tĩnh tâm rồi tiếp tục tu hành đi và nuôi dưỡng các cháu, các cụ và những người như thầy xứng đáng được làm chủ trì cái chùa này. Còn những vị khác lên thì tôi không biết là như thế nào, tôi không biết. Nên là tôi cũng mong thầy mà giữ gìn sức khỏe, rồi tu tập còn được thỏa mãn bao nhiêu thì cố gắng hoàn thành sứ mệnh ở trên giao. Và cũng là cái đó từ cái tâm của thầy, vì tôi nghĩ thầy là một vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chỉ nói cho các bạn nghe thôi nha. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy.